Lee Soon Bin, bạn gái Lee Kwang Soo gây xúc động khi nhắn nhủ bạn trai sau 11 năm ở Running Man. Ngày 24 tháng 5 có lẽ là ngày buồn nhất đối với fan Running Man khi chàng hươu cao cổ Lee Kwang Soo chính thức nói lời tạm biệt với chương trình sau 11 năm gắn bó. Như đã thông báo trước đó, do ảnh hưởng của vụ tai nạn diễn ra vào năm 2020 nên chàng hươu Lee Kwang Soo buộc lòng phải rời khỏi ngôi nhà thứ hai của mình. Mới đây, trên story tài khoản Instagram cá nhân, Lee Soon Bin, bạn gái Lee Kwang Soo vừa chia sẻ bức ảnh đầy ẩn ý với dòng chú thích: "Hôm nay anh đã vất vả rồi, anh làm rất tốt, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi." Khỏi cần nói, ai cũng biết đây là lời nhắn nhủ mà bạn gái Lee Kwang Soo gửi tới anh chàng trong ngày thánh nhọ rời khỏi Running Man. Dòng chia sẻ này khiến fan vô cùng cảm động, đồng thời chứng tỏ tình cảm cả hai vẫn sâu đậm sau hơn 3 năm gắn bó. Trước đó, mẹ Lee Kwang Soo cũng khiến người hâm mộ rưng rưng khi chuẩn bị một món quà đặc biệt để gửi tặng anh chàng trong ngày con trai rời khỏi ngôi nhà thứ hai. Chùm bóng bay với lời để tặng, gửi đến Lee Kwang Soo: "Cảm ơn con đã đồng hành cùng Running Man trong 11 năm qua. Mẹ sẽ mãi ủng hộ con trên chặng đường sau này", khiến ai đọc được cũng cảm thấy vô cùng xúc động. Trong ngày đặc biệt này, có thể thấy không những người hâm mộ mà cả gia đình và bạn gái vẫn luôn bên cạnh ủng hộ và động viên Lee Kwang Soo. Dù không còn đồng hành cùng Running Man, nhưng chắc chắn chàng hươu vẫn luôn nhận được tình cảm từ fan trong thời gian tới. Vừa qua, tin đồn Running Man sẽ thêm hai thành viên mới là Kang Hanna và Kim Chi Suk thế chỗ Lee Kwang Soo sau khi anh rút khỏi chương trình đã khiến các fan ruột của chương trình xôn xao. Trong ngày ghi hình cuối cùng của Lee Kwang Soo tại Running Man, SBS, đơn vị sản xuất chương trình đã lên tiếng về tin đồn này. Theo đó, đại diện SBS cho biết, sau khi Kwang Soo rời Running Man, vẫn sẽ giữ nguyên đội hình 7 người và tiếp tục ghi hình trong thời gian tới. Tạm thời không có sự thay đổi nhân sự. Tuy nhiên, người hâm mộ lại cho rằng không gì là không thể khi trước đó SBS đã từng chắc nịch sẽ giữ đội hình 6 người sau khi Kang Gari rời đi, nhưng sau đó đã thêm hai thành viên mới là Yang Se-chan và Chen So-min. Thánh nhọ rời đi, thành viên duy nhất khiến người hâm mộ lo lắng chính là mợ ngố Song Ji-hyo, bởi cả hai vốn là cặp chị em thân thiết dù nhiều lúc chia chóe nhau không ngớt trong chương trình. Từ sau khi bạn trai thứ hai Kang Gari rời đi, có lẽ việc Kwang Soo cũng rút khỏi chương trình sẽ là cú sốc lớn đối với mợ ngố nhà Running Man. Trong một tập gửi lời cảm ơn xin lỗi giữa các thành viên, Ji-hyo đã rơi nước mắt nói rõ tấm lòng cảm kích đối với cậu em vì đã luôn an ủi, động viên mình những lúc muốn từ bỏ. Tình cảm của cặp chị em Quang Mong cũng dần được hé lộ qua những câu chuyện nhỏ nhặt nhưng vô cùng ấm áp của cả hai. Kwang Soo chia sẻ với Ji-hyo: "6 năm trước, chị mua cho em một con cá và một cái quạt khi em chuyển sang nhà mới. Chị còn gửi tin nhắn chúc mừng và động viên em cảm ơn nhiều lắm." Song Ji-hyo cũng tiết lộ Kwang Soo từng mời mình về ở chung nhà tạm thời khi cô có mâu thuẫn với mẹ cách đây 3 năm. 3 năm trước, chị đã cãi nhau với mẹ và rời khỏi nhà một thời gian dài. Chị không có nơi nào để đi và em đã đề nghị cho chị ở cùng. Chị thật sự biết ơn vì điều đó.